Em thương Tư Chỉ đã 10 năm, kể từ lúc thằng Tú dẫn em về nhà. Và đó là lần đầu em thấy chị. Kể từ đó là em quyết định nhìn cả tuổi xuân của em chỉ để thấy một người con gái duy nhất thay đồ mà thôi. Ủa? Không, ý em là chỉ cần nhìn thấy chị thôi là em cũng vui rồi đó. Em ước gì được tặng hoa cho chị mỗi ngày, được nấu cho chị ăn. Công nhận em nấu món canh chua cá này là ngon. Số 1. Chị mà thích đó hả? Là ngày nào em cũng qua đây nấu cho chị ăn luôn á. Bao năm qua vẫn thầm nghĩ về một người gần nhưng xa. Bao năm qua vẫn đang ôm thương nhớ ai. Yêu một người chưa tìm ra lối, muốn làm thân nhưng chẳng dám nói, nên đành chôn tiếng yêu ấy nay đã 10 năm trôi. Ở cạnh nhau sao nhiều cảm xúc, thật hạnh phúc bên nhau từng chiều, ngồi chờ đợi bấy lâu vì chỉ một điều. Chuyện mình đâu chỉ đơn giản là tình yêu, mình cũng đâu chỉ là người yêu. Chợt nhận ra chính đối phương là người mà mình chẳng thể thiếu. Cuộc đời đâu có mấy khi được gặp nhau, và chắc chỉ sẽ được bền lâu. Ngần ngại chỉ hãy yêu đi, đừng chỉ nghĩ suy trong đầu. Thấy em đã lâu anh không nói, có chung bao giờ tới nên thôi. Nhưng biết đâu em không từ chối, nên em vẫn luôn tìm cơ hội. Em như bông hoa làm anh chiêu, em như coca làm anh feel, feel. Nếu như điều đó em không nên thì ký hợp đồng lương anh không yêu. Lướt face follow bán lại bán tim nhắn tin mấy năm trời mấy năm. Nhớ em mỗi đêm nhớ em chẳng hề nói nên lời. Yêu luôn mỗi khi nhìn tin em cũng xúc. Ai mà lừa tại con luôn bên cạnh em một lúc. Baby if you don't ring ring. Chẳng dám nói, nên đành chôn tiếng yêu ấy nay đã 10 năm trôi. Ở cạnh nhau sao nhiều cảm xúc, thật hạnh phúc bên nhau từng chiều, ngồi chờ đợi bấy lâu vì chỉ một điều. Chuyện mình đâu chỉ đơn giản là tình yêu, mình cũng đâu chỉ là người yêu. Chợt nhận ra chính đối phương là người mà mình chẳng thể thiếu. Cuộc đời đâu